hót trâu bé dây chim rừng ngờ. Ta hót đêm mơ thâu chim bánh ríu rít bên lầu. Để tam thanh
cung kính mời thành mẫu đệ tam sinh đất lòng nữ ngự đền thoại cung. Đô hương xạ nhiệt pháp giới mong ngân sư Phật đòi hồi tất do văn kỳ sư ghế tường vân thành ý hương vân sư Phật toàn thân dòng nhan khai quang thập cờ diệu về chứng đàn viên ngã tinh tăng cung giàn kim phục hoàng lân cận thành chúa thiên chủ vương thành gia con lệnh truyền ra được thành công đi trần chiều có lệnh truyền ra các quân thủy bộ cũng là chư huynh truyền ra thánh ông về có lệnh truyền ra các quân thủy hộ cùng là chư dinh vô bị có phép nam thành dòng nhàn ngay quang thập cờ diệu quang minh chứng đàn viên ngã tích tăng cũng giả đàn kim phục hoàng lần cận thánh chúa tiên trung vương
văn sứ dâng lên tương lai, văn sứ dâng lên trần chiều tâu đối chép biên rõ ràng độ cho đệ tử bình an. Xuất hiện nam bàng
quang hoàng tích mệnh nàng. Võ thao lược hùng oai quán cổ, văn kinh luân luân đi khi đổ việt nhân chiều ban. Giám sát đại thần thỉnh ông nghi, giám sát đại thần thỉnh thỉnh ra hồi đây chân thi mở mang nam hải đức ông đệ tam dòng dõi thỉnh ra hồi hoa hải đường vương cô đệ nhất đức mà danh là đất ni chậm mạnh thỉnh ra hồi tên gọi đại hoàng vương cô đôi cô tên gọi đại hoàng về cô thông minh chính trực đàn đàn để trong chiều thơm ngát một nhà đền huệ nan vì cây mọc muôn màn thì chốn thiên thanh thanh vương cô về truyền phán các quan đi tả văn tiêu võ như lương ban tao đàn đầy truyền văn võ đôi hàng sóng nhăn gai quang thập cờ diều quang minh chứng đàn duyên ca tích tăng cũng giản kim phượng hoàng lân đánh chưa tiên trùng vương văn
văn sơ dâng lên thượng lai, văn sơ dâng lên đi vương cô đầu đôi chép biển rõ cho đệ tử bình an. Đinh Lý Trần Lê
sắc nghi phong thường đặng nghi yêu để tôi linh tỷ tiền tám đảo địa linh linh trường thì sinh nghĩa
hàng nghề đâu đâu được. Dù buồn mùa nghe chim mi kêu vườn nót sáng một màu xanh xanh ngắt ngắt cỏ hoa vui về nước chảy đỏ. Chảy non ba bồng lai nước ngược nghề chưa qua đường nào tú thanh tao nghe thành thành bàn lồ lồ ngăn tiên nhang thoáng thoáng gió đưa thiền đường chỉ thật xa lâm dừng lực gì cắt đất đất thời cho bà loan ra về đây à. Bài say đô chiều lùng đung từng ai vốn dòng sơn trang nghe tình tình hay vàng chúc chúc đi vàng ra nghe đi à. Trong khúc nhạc
càng vui chúng con dâng lời ca, chúng con dâng lời ca. Ôi Chúa xinh đi như hoa, chúng đẹp như tiên sáng ngôi yêu kiều, sáng nghi tiên đường nhẹ. Ngày vui mơ hồi đón Chúa về đến đây, ngày hôm nay ban giá về đây ban cho mọi nhà. Tây thiên ni
văn tiên chúa Nguyệt Hồ Cao Sơn Bạch Mã nghe là người thần tiên. Ai đến từ Bắc Giang nghe hỏi thăm đền chúa Nguyệt nơi nào, các quý hỏi thăm nghe ca kép đi vào. Chúa nói đầu tiên chi
sống thân những nhiều khi mới sâu cổ. Ngâm xưa này kim cổ mây ai chắc chắn rằng tiên nữ chỉ trời đi. Dòng nước
trong trong mãi muôn đời. Chúa thương cả những từ hòa nguyện nhiều lắm đó, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Hôm đi đã tháng ngày, chuông bàn cho biển tốt lúa gì, bằng lòng cho lắm về đây càng nhiều, bàn cho thành đồng dài nhất đi trang nhiều, bàn cho thành đồng dài nhất trang nhiều. Chúa bói nguyện hộ dân hay xem vừa nhà.
điều thứ nhất thứ nhì chứ đùa, điều thứ ba nghe chúa thờ khói ra kìa khói bay khắp năm hiên gần xa. Chút phe phẩy thực thực tin giang chân 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 tốt tươi mọi vẻ thanh tân chỉ sông 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 cạn nề chỉ chân chân ta này chưa về đây là mơ địa phân tô chắc rằng chúa bà để thành ra tiên chúa cà phê cũng thịnh mời tiên chúa cà phê anh linh chắc rằng chúa về đền vui hay lên tới chín ly tư châu thổ ngắm cảnh rừng nghề ba chúa một vùng phong mong cảnh ngày xưa khi đi một vùng nghỉ phong mong cảnh ngày ra sông sông núi danh danh tài còn đi trong năm tích cũ lễ triều thái tổ một thôn nghèo mà nỉ đỏ trên đường đi làm chiều khói tỏa ngàn khơi chim kêu vườn ngót nè ven đường hoa chen ngày tiếng sổ tròn một giờ về trời sai tiên nữ cầm cờ sáng sinh đêm nay thay giờ tí hiền sai thần
từ vi xem tướng như thần bói trong ra sửa mười phần vẻ đoán thần tướng nghe thương dân chính đạo giải hạn tai chỉ bảo căn do dân loài đàn bảo bất lương đi. Dân loài tan đi bảo bất nhân khuyên quay đầu lại tìm đường tu tâm loài bất nhân đi thượng lương hạ đẳng đi giờ dần đi chúa ở thiên tai các nghi hàng các độc sang khi chúa về bà sang tỏ trần phàm còn gì loài bất lương nghi nghe tiên nan bài giờ dần chúa ở tiên thai chờ thank you.
bước tới đâu sao một nhân nghe bác nhịp cầu vì hoa đẹp như bắt đầu ngân hài chẳng rằng tháng tám mưa lại sao mai đẹp như thức nữ trang này nước chảy
đất cao mấy tầng. Cảnh thanh xuân chiều quang soi tỏ, chúa thác bờ tiên nữ giáng sinh họ Mường, ao trắng trắng đài xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người thu ba
lại trường xa về, vẫy tay các quê hẹn chờ vẫn sau, vẫn sau chút lại đồng ý. Thành ra hồi cùng năm phương đi, năm miêu gió sàng bốn phương đi bàn cành nghề chúa bà đây. Đền thờ chúa nghi cảnh nghi ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thân tiên non dâu áo trắng trắng hài cương đi. Xuân nửa thu dạo khắp mười phương thị thành, chú bà lên xe trả phú tiền giấy ái thấy chúa bà miệng lạy tay mang lạy chú thương những kẻ cơ sai cô hầu nghề cần niềm mẫn mẫn vào ra trận gian bán vào điều hoa đi. Thank you.
Chúa thương đông già căn cao số nặng nề, đông trẻ căn nặng số cao, đông nam đông nữ hay đông đền. Pháp sư công văn này định quê thành đông nào Chúa cũng Chúa vui về hơn muôn đời đến
ôi sao xa ra chẳng thương lòng mà suối nước biết đi đi sông xanh loan ra về đây núi đồi núi bao xa xa lên thì hai bông hoa hai hoa hai hoa hai hoa thì lên đây biết bao chờ mong mong mưa ban về biết bao thanh đồng chờ mong mong ban về trên cánh đồng rực rỡ bách bách hoa khoe màu bách bách nghi hoa khoe màu hương thơm toàn mát đê làn giá về đi trong khúc nhạc vui cùng văn dâng lời ca văn lời ca huy chúa sinh đi như hoa chúng đẹp như tiên giang ôi yêu kiều giang kiều ôi yêu kiều ngày vui mơ hồi đón chúa về đền loạn giá về này ban cũng cho mọi nhà hai tấm thành chúa sẽ cho chúa cho đời ấm no cho đời ấm no cho buồn cho mát đi khắp trần gian đi trần gian có biết chúa mà tôi đi trần gian có biết chúa ban đền tôi tới đâu dòng mông nghe bát tình hồ hoa đẹp mỹ như bắt đầu ngân tài trong dòng tháng tám như lại sao mai đẹp mỹ như tô nữ trang đài đi à đài chúa mới ban ra một phương hội họp đi non ni dù áo trắng ngài rào chơi khắp bốn năm mươi phương lại vì chúa gọi phù xe trả cho tiền xe gặp chúa bà tay lạy miệng ván chúa thương bao kẻ cơ hận sai vô nàng nghề cần mẫn ý vào dài đi chân mẫn ý sang nghề ba đạo điều chúa sai thì nữ đêm năm mưa thứ ba cùng quỳ chú ba hành liên vì chân tay phải đi tình thành người thầy
nhang hoài dâng lên cung mẫu tổ sư văn nghi thành nghi bạch đường đô nghi nghi lộc lộc trang chúa đã sẵn sàng về vì thương ghế họ Nguyễn nên chúa vội vàng về đây à. Cũng có phen ra nơi bàn thành sai cô hầu cần mất vào ra trần gian bán thảo yêu hòa đi à. Thành ra nhật bóng tôn quan cung thịnh mời nhật bóng tôn quan nè lại làm chắc sáng đền trung uy hùng. Hoàng lân lượng tại chúa thiên chủ trương, ca lăng
thân giả ni từ bi văn văn chúng sinh cô ngã thân kịch lệ dọc nhàn chiếu thiên tôn văn sứ dâng lên tương lai văn sứ dâng lên tàu quan đệ nhất ngài chép tiên rõ ràng khi cho họ nguyện bình an. Thanh hiền thì tu nhân
xa rồi giám sát huyện cai trên thiên ngàn nề quan giám sát huyện cai thông chi thiên địa cầm dài chức đại thần. Thank you.
trùng lên toài giang sơn bát ngát không ơi đâu bằng phố cát đền đời ngang đại lô xô nước chảy lan tràn một thú có ai đều trông như vẽ ý chiều bay về lẻ tẻ đình sườn non chim sẻ dịu dàng nước suối khe tung tình tiếng đàn trong thình lình mời hoàng đế tinh quân đi hiệu ông đệ thiên đình giáng sinh vốn xưa ông tại thiên đình đêm ngày trầu trượng ở trong lâu đài sắc sắc tôn phong tôn quan đi đề nghị đánh cánh tài quốc sự vô phong về ta cắt phượng dâu rồng đi dùng tuân tứ và dùng mi khác thường chân chân sơn lâm vương uy vũ lệnh lệnh sắc sông cai người năm tiên vâng lệnh cửu thiên thanh sơn biết động mọi miền quảng cai số sinh nghi số tử trên đời một tay liên chép chẳng thấy sai số nào ba quan y văn văn vũ nội tàu khi ra bể ngọc khi vào qua trường chốt điện tiền liền đi chốt điện tiền nghiêm mi lòng lòng nghi phép phép thần thông chỉ dùng ai đang nghi từ trên tháp hồ uy cường đi mây về gió cùng phương độ người ông thông minh chính chân thì mọi đường thiên đạo linh nhường một hai thiên tàu đệ nhị thứ hai thông chi tam giới mọi nơi ra vào phật văn những
sông bê bờ sắc tươi tươi đón tiến cảnh vật bầu trời hiến thiên thế giới đón người tu tiên. Cõi thiên thai bầu trời cảnh vật lối thành phật cao tít bờ xa nghe đồi ngang phố cát cao xa sức nghe chiều hạt chiều tàn tiếng sơn phép mông thành vũ hành phong đâu đâu cũng phật nghi tình làm tôi trời làm đại đạo vũ một thôi giờ dần ông sai hà bá thí thần tự nhiên đối chất đùng đùng mưa sai điều hòa thiên hạ dương ca tam nữ trẻ già sợ phép tôn diêu giặt chim gọi bầy diêu rít non xanh bằng nghe thác rồi đầu gành nhát trông trông chim én buốt đầy lượn quanh quanh nhát trông lên biển để trôi trôi dưới sắc sông đành đành long lanh anh đi buồn buồn đi hoa đua nở trên cành quan lớn thái tử đề tam khi phương diện mạo dòng dòng nhạc đề khác thường máy thuyền đàn nội dòng dòng người xích
tập một chiến nhang long thành tập một chiến nhang nghi đấu về thái phủ các bạn các bà chủ đi là cho chúng ta dòng nhàn ngày qua cờ rượu mang mình chính ngựa dợ ngã tích tăng cung giàn kim phụng hoàng tân đất cánh chúa thiên trung vương văn sử dựng lên tương lai văn sử dựng lên quan về tô đối chép biên tỏ đường đường cho để thầy về nga thank you.
sĩ quân nghị đạo tiến phong. Chiến kêu cờ vất trống rung nghe, thuyền sau bé trước giữa dòng lênh lênh đênh. Quan đệ tam mi, quan đệ tam đại tử, đích trung quân tiệc hai tư tháng sáu hà thần, hòa chung nam bắc bốn dân dân con đảo cầu. Trong bách thần thì nào có nhường ai, được thì thao thao được toàn tài, tính quyền vua bát ngày kim chi các tòa. Cứ mỗi năm chung tuần tuần thì tháng sau người chiến bờ, người chiến bờ, người ở dưới sông nghe khắp nơi nơi tiếng nhạc vang lừng, thọ nguyện con xăm lễ ra hầu thiệp nghi quan. Cùng lắm đủ quan cũng nhiều.